cũng cho, nhưng mà nhưng mình bây giờ còn có nó vui kiếm được đồng nào thì được. Sao mà lại phải đi kiếm tiền để nuôi các con này nào nhỉ? Lạ nhỉ? Hả? Đây này, đây là bà em dâu đây này. Cho cháu hỏi thêm mấy câu được không? Hả? Thêm cụ có mấy con? Sáu đứa. Sáu đứa. Bà này thì năm. Thế à? Thế năm nay cháu, cụ đã có cháu, có chắt chưa? Chắt rồi. Thế à? Thế mà cụ vẫn cứ... 61 rồi. Còn ui, đang nhớn 61. Ui, tuyệt vời. Chúc mừng cụ. 81 tuổi. Con trai thì 61, bà này 81, tôi thì 87. 87, thế mà vẫn đi kiếm được tiền để nuôi thì giúp đi, cho các cháu. Ngồi cho nó vui. Đúng rồi, cho nó vui, đúng rồi. Là bây giờ cháu vâng, chắc không phải đi chùa, vâng, đi kiếm như mình khẳng có. Vâng. Cứ kể có đó, người ta chơi, người ta thích thì người ta vâng chơi, nhưng mà chơi bây giờ hàng xóm chả có ai. Chẳng có ai chơi nữa không ạ? Thế vâng, lại cứ ngồi mình. Vâng, cháu xin cảm ơn cụ nhá. Vâng, chúc cụ khỏe mạnh. Vâng, cảm ơn các cụ. 25.000, đây là cái quả thông đúng không ạ? Vâng. Cái hoa thông đúng không ạ? Vâng. Hoa thông đây. Vâng. Vừa lấy lọc. Nhưng mà cái này để về để làm gì vàng nhỉ? Thì vừa mất dán mấy cái con nó chơi. Thì lấy nhưng mà nó có sợ nó đâm vào tay của nó không? Hả? Có sợ đâm vào cho xem này. Đây thế là bước vào những cái chậu cạnh. Đẹp quá. Đỡ thông. Thông là ở ngay đây đấy phải không ạ? Thông ở cái cây quanh chùa đây. Ngay ở chùa đây, từ đây đến thông đấy. Vâng, thế để cháu mua hết ạ. Cháu vâng, mua hết, 25.000. Vâng, cháu mua hết thật. Vâng, được rồi, cụ cứ để đấy, không phải buộc đâu. Vâng, cháu cảm ơn cụ. Vâng, cái này tốt. Thế còn đây là cái hạt... Hạt vối. Đây là hạt vối để nấu nước. Hạt vối cũng trồng ở đây ạ. Cũng trồng ở đây không? Vâng, cũng vối ở đây. Cháu gửi cụ nhá. Vâng. Cảm ơn cụ. Cảm ơn cụ. Bà vẫn đang đi kiếm tiền để giúp cho các cháu. Thế hay chứ. Con này tuổi rồi ạ bà nhỉ? Vâng. Thế mà các cháu lại không giúp được bà. Các cháu có giúp được gì cho bà không? Dạ, đây giả lại 3 năm. Không phải giả lại. Vâng. Vâng, rồi, chúc bà mạnh khỏe nhá. Vâng. Cảm ơn cụ. Đây yếu, không mừng thấy tiền. Vâng. Thì chúng cụ ông bán thế nào? Thì chúng tôi cứ bán mấy củ thông, mấy củ éo hoa. Mấy cái củ thông này. Cháu vừa xong, cháu có quay cụ, quay cảnh cụ. Cháu vừa quay bà trong này. Thế, đây, cháu vừa quay bà đây, cái máy này. Thế bà có đồng ý quay không? Ông đứng chưa quay, không đồng ý cho quay à? Thế thôi rồi. Dạ vâng, cảm ơn bà. Cháu uống từ nãy rồi, nước cứ vối ngon lắm ạ. Có tiếng chim ở đây. Yeah. Là cụ bán hàng ở đây luôn. Vâng. Đây là trông cho cháu nó về nó ăn cơm. Đấy là chị là cháu của cụ đấy. Cháu nhà tôi đấy, cháu ngoại hai đứa bé lứa nhú thế, con gái nhưng mà. Nhưng cụ có cái nụ cười phúc hậu hiền lành nhỉ? Rất là hiền lành phúc hậu. Hôm nay chùa vắng bà nhỉ? Hôm nay là vắng, chủ nhật nhưng mà cũng vắng lắm. Không có đông lắm đâu. Dạ. Hôm nay là thứ bảy. Cháu giả tiền cô rồi nhá. Vâng. Không có lo tiền giả gì đâu, giả rồi, ai dám hỏi. Giả hỏi mà chưa giả đâu bá thì giả. Vâng. Thế hôm nào thì chùa đông, ngày mùng 1 âm lịch à? Hay ngày rằm hả bà? Hôm nay là có đám cúng. Dạ vâng. Đám là người ta là nam giới. Dạ.